Hello, Hồng An chào anh em. Và mấy bữa nay Hồng An cũng không có lên sóng à, những con xe mới về nhập đội nha anh em ha. Và đây là một con xe VS Thái đời 2007. Hàng là chuẩn cho anh em mình chơi nha anh em. Xe này là biển số quận 11, ngay quận nhà của mình luôn nha anh em. Hôm đó mình cũng phải che biển số ha. Tại khách hàng nhờ Hồng An đừng có quay biển số xe anh em. À, 4 số 1 chủ quận 11 luôn à. Thì tình trạng con xe này là đi ba mươi mấy ngàn cây, đúng là một con xe là chuẩn cọp cho nên mình chơi anh em ơi. Xe này là áo là dán keo nguyên xe rất là đẹp, cũng có vài chỗ gãy cũng có nha anh em ha. Tại mình hôm qua mình mở ra mình vệ sinh sơ anh em, rửa sơ kiểm tra bên trong á, nó gãy vài bài ba chỗ này nè. À, có gãy nha anh em ha, nhưng mà không sao, ráp là cứng nhắc anh em ơi. Thì 20 chục năm có rồi, gần 20 năm rồi, nó gãy chỗ đó là bình thường. Còn ngoài ra thì cái dàn ngoài cánh bọng móc bát nó còn nguyên hết, tem còn đẹp, không có một lỗi luôn nha anh em. Ồ, đặc biệt cục máy anh em khỏi có lo anh em ơi, cục máy là siêu cọp. Một lát mình sẽ nổ máy anh em ha, vì trong nhà rất là vắng. Cho nên mình nghe cảm nhận đúng là một chiếc xe quê Thái mà xe người ta đi kỹ, đặc biệt là xe biển số Sài Gòn mà 4 số ngay chủ nó nè. Rồi cục máy chịu nổi đâu, mình cảm nhận mình chạy thử anh em, nó còn cỡ như quay như con quay Thái đó, nó nhẹ mà nó nhớm như vậy đó nè. Hôm rồi công việc cũng nhiều quá anh em ơi, mình cũng không có thời gian mình lau chùi nhiều nha. Anh em mua về chịu khó mình rửa sạch lại một chút. Em thấy công việc hàng ngày của mình đó, đó. Làm nồi canh chỉnh xe cho anh em, và thêm hai chiếc xe trong đây nữa anh em đó. Anh em hộ qua hỏi chốt sườn 4 món và nhờ Hồng An dựng lại chiếc xe viên cục máy VIP đó. Xe này đời 99 đó anh em, anh em nhớ cái sườn 99 của 210 không đó. Anh em ở quận 48 qua nhờ Hồng An ráp lại, vì cái xuồng này quá cọp anh em, xuồng quá cọp, xuồng cỡ này không à, chung sức mình bán là xuồng cỡ này không anh em đó. Thì anh em họ thích là biển số Sài Gòn nữa đó. Nhà Hồng An ráp lại nguyên cục máy luôn, cục máy bíp luôn, để xem nguyên bản của nó là gốc Sài Gòn 4 số mà anh em đó. Ráp lại và bên anh em họ nhờ Hồng An dọn lại, dọn mới lại full mới anh em ha. À, giữ lại cục máy zin thôi, còn ngoài ra là full mới hết, như những cái đồ nhiều lắm anh em, dàn áo thì mình bỏ đi sơn rồi. À, thì từ từ đi, Hồng An sẽ lên clip sau mà anh em, những con xe này mình sẽ lên clip. À, và đây cũng một chiếc xe nữa nè, à, anh em cũng nhờ bên shop mình dọn lại hết nè, dàn chân làm máy làm nồi sơ lại cho anh em. Này mới mở ra thôi anh em, chưa làm gì hết, mới rỡ ra kiểm tra mình quăng đi sơn đồ anh em, rất nhiều việc để làm không làm hết anh em ơi. À, thì anh em sau này có đem xe qua thì cũng điện trước cho Hồng An nha, Hồng An sẽ sắp xếp cái ngày cái lờ giờ cái lịch, chứ không có qua mà làm liền. Rất nhiều anh em qua bất thình lình qua kêu Hồng An làm liền, sợ mong anh em mình thông cảm, cũng biết rồi đó, tình trạng lúc nào trong tiệm cũng có hai ba xe đang đợi chờ mình làm theo ra cái lịch hết trơn. Ừ, anh em nào có qua điện cho mình trước rồi mình sẽ thông báo cái lịch cái ngày anh em qua đúng ngày, và mình sẽ bàn giao đúng cái ngày mình bàn giao hứa với anh em, vì chỗ mình nó chật lắm anh em, còn tối về hai ba xe đây nữa, không có chỗ để anh em giam xe. Anh em mình cũng vậy à, thà mình nhận là mình làm, còn không anh em cứ đi thoải mái, đúng ngày anh em qua rồi mình sẽ làm, chứ đừng có để giam xe anh em ha, anh em ha. Đó, thì thông báo cho anh em mình biết vậy đó. Đó. Rồi mỗi ngày đều có những cái phụ tùng nè, đó chuẩn bị tối đóng gói ngày mai đi gửi nè, anh em chốt đơn nè, hàng ngày công việc của mình đó anh em, đó. Cái này là những cái chuẩn bị đi đóng gói vô bao đó, còn những cái này là những cái sản phẩm mới mới về nè anh em, đó. Mỗi một ngày mình đều gom hàng đẹp, đó. Vệ sinh lại sơ sơ vậy đó, nó dơ lắm anh em, đó. Những cục máy cọc cọc mình cũng mua về để dành đó, những cái nồi của neo, khuôn neo này kia rim lùng,
thái rồi đó anh em, mình tích trữ hàng mà anh em đó. Đây cặp bánh này ZX nè, cũng mai sắp sửa một lát đi giao luôn nè. Ủa mấy giờ giao Phúc? Tối mai giao hay là hôm nay giao? Sáng mai giao nè. Mới lấy về là giao luôn nè. Cặp bánh ZX quá đẹp anh em. Mình bán có 3 củ rưỡi à. Cỡ này đó anh em. Thôi vậy nha anh em ha. Mình quay xe đó. Nói chung là mình cũng muốn chia sẻ sơ thông báo tình hình của shop mình như vậy đó anh em. Anh em có đem xe qua làm thì chịu khó mình hẹn trước nha anh em ha. Rồi, tiếp tục là con xe này là 207 quét Thái. Thì anh em biết rồi, quét Thái là nói chung số khung số máy nó sẽ trùng nhau nha anh em. Đặc biệt là cái mặt nạ của nó là hai lỗ ở trên, một lỗ dưới ha. VS Việt Nam mình thì ở dưới hai lỗ, ở trên một lỗ đó. Nó khác biệt cũng nhiều lắm nha anh em. Với một cái là cái lốc nó màu bạc, Việt Nam mình là màu xám nha anh em ha. Thì nói chung xe này thì nó có chỗ này thôi. Xe là một đời chủ biển số Sài Gòn 4 số. Làm ra anh em mình chịu khó nha. Anh em muốn mua xe này thì mình sẽ có thể sơn cho anh em lại cũng được nha anh em ha. Mình cũng để nguyên nha. Thì đối với mình anh em cũng biết là mình là chuyên dân mà làm máy mà dọn xe mà anh em. Nhưng cái này là bình thường anh em ha. Nhưng mà mình cũng là quan trọng là cái chất mộc, chất zin mình để nguyên hết anh em ơi. Đối với mình những cái này là rất là đơn giản. Ba nốt nhạc thôi anh em ơi. Đó, nhưng mà mình để nguyên ha. Cậu su zin cũng để zin hết, không có đụng chạm. Anh em muốn làm sao thì mình sẽ làm lại cho anh em như ý. Còn mua sao để vậy nha anh em ha. Lốc thì nó cũng có dập dợp nha anh em. Hơi bị xấu. Nói chung là sơn là đẹp lắm nha anh em ha. Nhưng mà để nguyên nha anh em. Quan trọng anh em nhìn nè. Tem cánh nè, áo nè, tem còn nguyên hết. Chỗ xe này kỹ lắm anh em ơi. Quá kỹ luôn anh em. Màu đẹp luôn. Trong của nó nè. Dây điện, dây chui zin hết. Mình cũng không có rửa nhiều anh em. Rửa sơ cái cát sần rồi quay chia sẻ cho anh em. Coi nè, giờ nè. Trời ơi, cục máy này khủng khiếp lắm anh em ơi. Cục máy này lắc mình nổ anh em nghe là cảm nhận anh em sẽ biết liền. Nguyên zin hết. Lắp sắp bắp chưa chỉnh luôn nè. 30 mấy ngàn cây đó anh em. Đúng 30 mấy ngàn cây nha anh em ha. Nghe dàn hơi anh em cũng cảm nhận cũng biết rồi. Dàn hơi nó lực lắm anh em. 30 mấy ngàn mà. Dàn hơi nó căng lắm. Anh em đi số 4 không cần trả số đâu nha anh em ha. Những chiếc xe mà đúng hàng mà đẹp, máy mà cọp á, anh em đi số 4, số 3 là không cần trả đâu. Còn chớn là cứ đi thôi. Còn mà chạy mà phải trả số, mất chớn mà trả số là nói chung là những bộ nồi nó cũng yếu, rất là yếu rồi. Cũng sắp sửa là phải mở ra làm rồi anh em. Ủa 206 anh em ơi. 206 anh em, cà vẹt 207 với là đây là 206 nè. Anh em mua những chiếc xe mà chơi anh em. Một là đẹp là đẹp luôn. Cục máy là giữ luôn. Không là mua xe rớt nha anh em ha. Chứ mua những chiếc xe mà nửa nạt nửa mở anh em chạy đi vài 3 tháng vậy cũng phải làm. Cũng phải mở ra làm. Mà không làm thì chạy không được. Nó kêu nó xào nó yếu anh em. Cũng phải làm. Rồi tiếp tục hành trình anh em ơi. Giờ anh nhìn thấy nè. Cặp bao tay nè. Còn theo xe nè. Không có rút anh em ha. Và cái nút công tắc của nó còn màu anh em thấy không? Còn nét chữ nè. Chưa bạc chưa bay vì dùng ít anh em ha. Không có dùng nhiều nha anh em. Dùng nhiều nó sẽ bị mất. Vô tay mình nó đè cái kèn cái anh em. Nó sẽ bị bạc bị bay. Nguyên hết. Có Thái nha anh em ha. Đồng hồ Thái nha. 34.000. Anh em coi cái mặt chìa khóa nè, chữ nè, chưa nghi còn đủ nè. Và cặp chìa này mình mới vũ lại nha anh em ha. Vì cái chìa cũ một chìa nó bị tạ chỗ này rồi. Mình làm lại cho anh em mình sau này an toàn hơn để dễ khóa anh em. Đi đâu khóa cổ lại. Chứ của nó người ta dùng sao mà nó tạ cái đuôi rồi, khóa không được. Tính mình nó kỹ lắm. Áo thì dán keo, rất là đẹp. Quá đẹp anh em. Đèn đuốc nè, em coi nè.
thuộc theo xe bạc zin. Xe đậu thời gian cũng lâu nha anh em ha. Đậu cũng nhiều chỗ xét lắm nha anh em, mình kiểm tra rồi nè. Ồ đẹp quá trời, 2006 có đúng năm đúng đáp hết. Đậu nó sẽ bị xét một hai chỗ nè. Cái phòng gì ga đó anh em. Tại nó nằm ở ngoài anh em ha. Nằm ở ngoài tiếp xúc nước mưa đồ đó, một chỗ nó sẽ bị xét. Còn những nằm bên trong nó sẽ đẹp hơn. Có dàn áo dàn nhựa nó che lại anh em. Xe này trùng trùng mã nha anh em ha, này trùng mã nha. KG nha anh em, nè, đáp phục còn nè. Hai bên còn nguyên hết, rất là đẹp. Này có cái đĩa đây nè. 30 mấy ngàn cây nè. Chưa dấu mỡ gì hết nha. Hàng bao chuẩn. Đúng căm còn vàng luôn. Anh em về xiên rửa một cái nó đẹp lắm nha anh em. Như cái đầu có dấu chấm sơn chấm mực nó còn luôn anh em. Đây nè. Mình quay kỹ lắm nha anh em ha. Anh ba anh em mình có chốt con xe này thì anh em coi kỹ lại nha. Mình cũng chẳng có chụp hình đâu nha anh em ha. Nói chung là xe này vàng áo vàng nhựa là đúng áo thái hết. Đúng áo thái nha anh em ha. Đúng năm đúng đát nha. À. Đây cái vàng nhựa vàng nhám luôn nha anh em. Đúng áo thái nha. À, nè. Coi nè. Chấm mực chấm sơn nó còn anh em. À. Trời ơi giòn đẹp quá anh em ơi. Lát mình nổ máy anh em mình nghe cục máy khiếp lắm. 30 mấy ngàn cây mà anh em. Máy khiếp lắm anh em. À. Mình sang theo xe chưa mở chưa phục hồi. À. Đầu của nó nè anh em. Sau này mình nó khó quay quá ta. Dương cái cánh. À, đầu nè. Cái cánh đó nè. ET. Đầu ET chữ 28 anh em. Dấu mực chữ sơ của hãng nè. Ui đẹp. Chung xe này ok anh em ơi ha, đúng xe mọc. Chứ đối với mình dọn dễ lắm nha anh em. Mình chuyên nhận dọn xe, tân trang xe, mình sửa xe full máy mà. Đối với mình những này là một rất nhạt thôi anh em. Mà cố gắng để xe mọc cho anh em mình là như vậy. Anh em muốn cần làm thì mình làm. Kể cả những cái giò đạp này mình vẫn còn mà. Mình cũng để nguyên anh em. Đúng của nó anh em ha. Anh em muốn thay cũng là hàng quay ép Việt Nam mình cũng có hàng y chang đó anh em. Không khác đâu nha anh em ha. Y chang hết, không khác biệt. Không khác biệt đâu nha anh em. Lốc của nó là không có dợp dưới anh em ha, rất đẹp. Mình quay kỹ lắm, anh em cứ xem cho kỹ. Rồi chưa chỉnh đâu anh em. Nó này nhích ra là nhóm nhóm đó. Hứa với anh em, chạy số 4 mà không cần chạy chạy số đâu. À, phục nè, trời ơi cái tay phục. Phục này chưa mở chưa phục hồi nha. Mình cũng mở ra kiểm tra rồi nha anh em ha. Mình phải khẳng định với anh em một điều là chưa mở chưa phục hồi. À, tì chân à, gấp bao đẹp luôn. Xe này rất là đẹp anh em ơi. Mình nói thật sự nha. Xe này đẹp lắm nha anh em. Do cái quá trình à, thứ nhất là cái đời này cái vàng bạc. Cái sơn nó rất là yếu. Nó dễ bị bung sơn anh em. Thứ hai là cái chủ xe người ta không có kỹ. Đậu thời gian cũng lâu quá anh em. À, tâm ra nó làm nó bị bung lên những cái nước sơn à. Hai cái vấn đề này thôi chứ thật sự con xe này rất là đẹp. Nếu mà một anh em nào mà biết bảo quản con xe này nó cọp lắm anh em, nó không phải như vậy đâu. Coi chân câm của quay thái nè, nó dài lắm nha anh em ha, không phải như cái của mình đâu, nó dài lắm, chân câm nó cực kỳ dài à. Còn quay Việt Nam mình chân câm nó ngắn lắm nha anh em ha. Đó. Nó phân biệt cũng dễ anh em, chân câm nó dài lắm. Rồi cắt ten anh em. Rồi cái đùm. Quá trời cái đùm, không một dấu dợp. Ngoài ngoài cái má thôi, chỗ động nước nè. Cái bô này khủng khiếp rồi. Cái bô này nói chung là không có gì để nói cái bô này. Nói chung là mình người ta cũng có sơn phết lại anh em ha. Phết lại một cái. Để chống chống xét đó anh em. Bắt thắng đủ thắng cái má nè. Thấy không? Chỗ này nó thấy không? Nó đâu có bị đâu. Quá trình đậu nè, nó đa số đậu lâu là tự sẽ bị dợp sơn, kể cả sơn
đen cũng vậy, và kể cả cái má sơn nhôm cũng vậy, giữa sắt và nhôm xe đậu nó sẽ bị dợp như vậy đó nè. Không phải là người ta cố tình ta chạy nó bị đâu, đậu nó sẽ bị anh em. Những con xe cọp anh em để đi, nó tự nó quỷ ra gấp sườn nè anh em thấy không, đồ quá trời nè, cũng tự nó chóc ra nè thấy không, chẳng ai làm đâu, tự nó chóc nó xét ra đó. Mà chứng tỏ như vậy nó mới là hàng nguyên zin xe đậu à, cái xe mà nó bóng bẩy quá, nó láng quá là đâu đúng đâu anh em. Xe cũng đi nhiều anh em mua xe nhớ mua những chiếc xe máy mà lựa cục máy cọp cọp anh em đi nó mới sướng. Còn mua những chiếc xe mà cục máy nó đã yếu rồi, được cái zin làm gì anh em, zin em anh em về cũng phải là thời gian cũng phải đem đi sửa à, chạy có nổi đâu anh em. Zin mà máy nó lì, nó la, nó rào, nó ré thì cũng phải sửa thôi. Thà anh em mua xe dưới đất luôn cho nó rẻ, và người ta cũng làm sẵn cho anh em nữa, nó đỡ. Chứ mua xe zin mà về rớt, về làm gặp nhầm thợ làm không có chuyên nghiệp, làm 2-3 lần anh em dục cục máy luôn anh em ha, hư đồ bỏ đồ hết, không có chuẩn. Tại đồ zin mà anh em, đồ zin làm một lần thôi mà làm nhiều quá không biết làm, ta thay tới thay lui cũng thành cái đồ dùng hết trơn à. Nó ngộ lắm anh em, đồ máy khó lắm nha. Gặp đúng thợ chuyên nghiệp, tay nghề cứng thì làm ok, đi theo 2-3 năm, như khi 3-4 năm nữa không sao nha anh em. Mình gặp những anh thợ mà mới ra nghề làm nó dọc nhất là hư xe luôn, có như vậy đó. Giống như bác sĩ thôi anh em, bác sĩ giỏi là cho 2-3 liều thuốc 3 ngày là hết bệnh. Còn nhầm những người cộng thuốc yếu á, uống cả tháng chưa hết anh em. Đậu nè, cái này vô quá trình đậu nha anh em ha. Đó, thì những con xe đậu lâu ngày nó sẽ bị như vậy nha. Đó, chứ anh em phải suy nghĩ, chứ không phải như vậy đâu. Xe mà đi thường xuyên á, nó sẽ không như vậy đâu nha anh em ha. Thường xuyên nó sẽ là rất là sạch sẽ, khô ráo. Còn cái này mà đậu thời gian dài nó móc lên đó nè. Anh em mình hiểu được, mình có cả số khung số máy rồi. Anh em về chỉ có là công chứng ủy quyền mua bán xuất hóa đơn cửa hàng, anh em về sang tên cái một xe biển số 44 số nha, ký về cửa hàng rồi mình nhờ anh em ha, anh em có thể xuất hóa đơn cửa hàng hoặc anh em ký rút gốc luôn cũng được, không sao nha anh em. Đẹp, nói chung là thấy không, rất là yếu. Cái này đúng ra mình mở ra mình sơn luôn anh em, sơn thằng này, sơn này, hai cái này thôi. Anh em mua đi, mình hỗ trợ sơn cho hai này cho anh em mình đẹp. Sơn đúng đẹp cho anh em ha. Nó sơn đúng như thằng này luôn nè. À, cái đời này nó lốc nó dở lắm anh em. Cộng với ông chủ xe này bảo quản dở quá, đậu lâu quá. Này do đậu lâu quá anh em ha. Nó bị dợp ra. Thì buộc phải chịu thôi anh em. Anh em muốn mua được một cục máy cọp, một chiếc xe chuẩn đẹp thì nó phải như vậy thôi. Còn mà xe mà không dợp không gì hết, xe đi nhiều thì nó sẽ không có bị dợp. Đây 6 nè, dây yên zin luôn nha anh em ha, dây yên zin nha anh em, chưa bấm luôn nha. Đó, dây yên zin luôn anh em ơi. Thì nói chung được cái này mất cái kia, đã là xe cũ mà không thể nào hoàn hảo như xe thùng được anh em. Bảo quản kỹ thì nó sẽ không được như ý. Còn xe đậu nó sẽ bị cái này cái kia, nhưng mà bù lại cục máy nó rất là chuẩn lắm, rất là nhẹ êm mạnh. Xe cũ thì nói chung nó đủ loại hết, không cái này cũng được mất cái kia, ngoại trừ anh em mình dọn lại thôi, chịu khó bỏ ra tỉ mỉ chăm chút thì nó sẽ hoàn hảo hết thôi, không có lỗi. Còn ngoài mà để xe mọc không là chắc chắn là nó sẽ như vậy đó anh em. Mua xe cũ nó nhiều cái khía cạnh lắm. Rồi mình nổ máy anh em ha, và trang trong nhà mình sẽ quay sơ lại anh em mình xem cái đồng hồ zin nha anh em, quay Thái nha, quay Việt Nam thôi nha anh em ha, bao tay gù theo xe hết. Rồi nổ máy, nói chung là bình này đậu nè, cũng ráng anh em ha, ráng nổ nha.
Máy này khủng khiếp lắm anh em ơi. Anh em nghe nha, trong nhà nha anh em. Quay trực tiếp, nghe trực tiếp anh em ha. Đặc biệt êm, rất là êm, không có gào, không có hú, không có xè nha. Nói chung là shop lựa xe anh em biết rồi. Nói chung là cái trình của mình là cỡ tầm này thì làm sao lựa được những chiếc xe mà để cho anh em mình chạy mà không nó phê đâu anh em. Chắc chắn là phải phê anh em ha. Tầm của mình cỡ này thì lựa xe anh em khỏi cần suy nghĩ rồi. Đó. Mình làm máy cho anh em xài 12 tháng bảo hành mà anh em nghĩ đi. Cái tầm này mình lựa những con xe zin anh em còn đắn đo gì nữa anh em. Chỉ có rớt lúa đó anh em ơi. Ha. Rớt lúa rồi. Rất là êm anh em ha. Trong nhà luôn nha anh em. Tiếng động mà nó xào cho anh em cảm giác giống như bị lỏng bánh lồng sên cam, nó dạng nó trùng đó anh em ha. Cái này bánh lồng chưa tăng chưa thay nha, số bắp chưa chỉnh luôn nha anh em. Anh em nghe kỹ cái nồi nè anh em, chảy rất là nhỏ nha. Có xe mình quay tới 20-30 phút anh em nghĩ đi, không có chỗ nào mà để mình không quay đâu anh em. Quay muốn hết cho xe luôn rồi, không có dấu che đâu anh em ơi. Trời, đèn đẹp quá anh em, tham khảo một cái. Xe này nha, nhớt mình thay hết chơi rồi cho anh em ha. Anh em về chỉ có chạy rồi nha anh em. Canh nhớt, canh xăng chuẩn hết. Anh em về chỉ có chạy thôi. Đẹp, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời anh em ơi. Nó có mạc này anh em. Giấy á. Có mạc tem Thái là trên đây nè. Trên đây nè anh em, có thể đặt tem Thái á, của nhà sản xuất đó anh em. Rồi, ok anh em ơi ha. Nói chung là xe này là nói chung là nguyên trạng nguyên kiện. Cặp kiến còn, chìa khóa mình vũ lại nha. Áo zin theo xe, dán keo hết. Vàng bạc là không có bắn dặm gì hết nha anh em ha. Chỉ có giật cái chỗ bên lửa với bên đuôi cá. Anh em muốn mình làm thì mình làm lại cho anh em. Anh em muốn để zin thì để zin. Bên shop mình làm là không tính tiền nha, miễn phí nha. Anh em muốn làm mình làm lại miễn phí. Đó. Sơn lại cho nó đẹp. Đó. Như cái bên đằng sau luôn, y chang như vậy đó anh em. Đó. Với một cái nữa là xe này là dây cũng còn zin nè. Cặp chì là mình vũa đó lại thôi nha anh em ha. Còn cục máy này nói chung là anh em cảm nhận, mình hứa với anh em. Lên cục máy này lên chạy thử đi anh em. Số 4 không cần giảm ga đâu nha anh em ha. Mức chớn dặn vẫn là bài đó. Thì xe đi có 30 mấy ngàn cây thôi à đó. Còn máy bảo hành 20 ngàn cây cho anh em mình dùng.
120.000 cây anh em được bảo hành máy nha. À, có tất cả phụ kiện trên xe còn nguyên kiện hết. Đó, biển số Sài Gòn 4 số ngay một chủ luôn. Anh em muốn ủy quyền, muốn công chứng, muốn rút gốc, mình lo hết cho anh em. Còn giá cả anh em chịu khó điện cho mình nha anh em ha. Cũng giá cũng không có mắc đâu anh em, rất là tốt và hợp lý với anh em mình dùng. Hứa với anh em luôn nha anh em ha. Vì mua được ngay chủ giá cũng tốt. Anh em mạnh dạn cứ gọi đi anh em. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye nha anh em. Chúc anh em mình một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Anh em có nhu cầu làm máy, làm xe, dọn xe, tân trang xe thì bên shop mình có dịch vụ làm cho anh em bảo hành máy tới 12 tháng. À, dọn xe cũng vậy, làm máy cũng vậy cho anh em. Tất cả các dòng xe số 2 thì 4 thì SH đều làm được hết nha anh em. Rất là chuyện nhỏ anh em ơi. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye nha anh em.